Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish. Hôm nay tôi đến đây bán tầm bì là đặc sản miền Tây, đặc sản Bạc Liêu. Hiện nay rất rất nóng lắm. Bây giờ là 36 độ. Nóng lắm. Em thật ra là tôi muốn đi ăn đá tuyết. Em nghe nói bánh tầm bì cũng rất ngon. Từ bây giờ tôi ăn thử. Bánh tầm bì xíu mày. Kha dư tổng bánh tầm bì là bánh ngọt. Không phải đâu. Đến rồi, bánh tầm bì xíu mày. Xíu mày. Cái này là xíu mày. Đá xíu, xíu món. Bên Nhật không có bánh này. Bánh hả? Mì hả? Cái này là sản phẩm bột mì. Sốt màu trắng là hơi ngọt. Chắc là cái gì? Dầu dừa đó. Dừa. Sốt dừa đó. Chắc là nhưng cũng có sesame dressing, cũng có ớt nè, nên cua cay nè, cay vị mayonnaise không? Chắc là khổ. Cái này là bóng lạnh nghe em, hiện nay là rất rất nóng nghe em. Cái này là cảm thấy rất ngon. Hiyashi udon. Hiyashi chuka udon. Hiyashi chuka udon là mì udon và sốt sesame và sốt mayonnaise. Cũng có trứng, cũng có dừa leo, cũng có được xay cơ cải. Ngon không? Chưa ngon. Cái này là xíu xíu mày. Tôi hiểu rồi. Tại sao món này là đặc sản Bạc Liêu? Tại vì Bạc Liêu là lúc nào cũng nóng lắm. Nóng hơn thành phố Hồ Chí Minh. Nên cái này là rất rất cảm thấy ngon. Tại vì khi ăn bánh tầm bì thì cảm thấy mất lại. Nên người miền Tây thích món này. Mì và mì sala udon. Mì udon cái này là vị giống nhau nè. Cái này không có nước nhiều. Dưới có mì udon và có salad. Nhưng bánh này là không phải mì udon. Tôi nghĩ là tôi có thể thấy vị bột mì, nhưng mì udon là không phải như vậy. Và mì udon là dài hơn và hơi hơi cứng hơn. Em ơi, chả đá và ăn món hổi. Hổi cái này nguyên liệu là cái bột mì. Cái này là mì hả? Bánh tằm là nguyên liệu. Nguyên liệu là tại nguyên liệu gạo. Gạo của mình. Gạo
Ủa? Tôi có thể thấy vì bột mì. Vì bột mì. Là bột mì là khi nào ăn bánh ngọt á. Bánh ngọt thì lại cái dừa khô nó rắc lên để mình ăn với lại cái men nó ta gọi là bánh ngọt thì cái nguyên liệu chính của nó sẽ là làm từ cái củ khoai mì. Chiên nấu à? Ui. Ui. Cảm ơn chị. Cảm ơn ạ. Kìa. Ôi. Sai rồi. Khá sự nổi sọ. Ô, sai rồi. Các bạn ơi, cái này là gạo. Cái này là bánh tầm bi. Nhưng cũng có bánh tầm mi. Bánh tầm mi là vị ngọt. Cái này là không phải ngọt. Và bánh tầm mi là bị hư nhăn, dễ bị hư. Nên mọi người có thể ăn buổi sáng. Buổi sáng là có bánh trên đường. Nhưng buổi trưa là không có bánh. Tôi đang giải thích về bánh tầm mì. Nhưng tôi chưa bao giờ cái bánh tầm mì nên không biết rõ. Cái này sự thật là ngon. Nên nếu các bạn chưa ăn món này thì hãy ăn đi, ăn thử đi nhé. Tại vì rất ngon. Và tôi nghĩ là món này là đặc sản Bạc Liêu nên người miền Bắc ít có cơ hội ăn món này nhỉ. Nên nếu có cơ hội ăn bánh tầm mì thì hãy ăn thử đi nha. Rất ngon. Các bạn ơi, nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye. Tôi tên là Kazu. Yeah.